Các bạn còn nhớ những ổ bánh mì vuông kẹp thịt nguội phục vụ vào giờ giữa bữa trên đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước đây không? Trong vlog này hãy cùng Yêu Bay quay ngược lại thời gian để trải nghiệm ổ bánh mì ấy và so sánh xem nó khác gì với những ổ bánh mì hiện nay nhé. Xin chào các bạn, lại là Travip đây. Năm 2017 thì Travip có chuyến bay gấp gáp vào buổi sáng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Ngày đó thẻ bông sen vàng của mình bị tụt từ bạch kim xuống vàng, nhưng mà vẫn đủ hạn để vào phòng chờ hạng thương gia mặc dù là mình đi hạng phổ thông. Mình tranh thủ ăn sáng tại đây luôn vì sáng dậy khá là sớm. Chuyến này mình mua vé từ hôm trước khá là gấp nên chỉ còn vé hạng M, tức là hạng đặt chỗ cao nhất của hạng phổ thông. Vé một chiều thôi mà đã hơn 3,6 triệu rồi, nhưng vì có việc gấp nên đành chấp nhận. Tới giờ lên máy bay rồi, hành khách được đưa ra bãi đậu máy bay bằng xe buýt. Đây là một chiếc chở hàng của FedEx nè các bạn. Vào thời điểm năm 2017 chưa có dịch nên sân bay vẫn còn nhộn nhịp lắm. Hôm nay thì mình sẽ bay với một chiếc Airbus A350-900 với thẻ hạng vàng của mình, thì mình cũng được ưu tiên ngồi ở ghế khoang hạng phổ thông đặc biệt với sơ đồ bố trí ghế là 242, mặc dù khi ấy hãng chưa khai thác hạng phổ thông đặc biệt trên đường bay trong nước. Khoảng cách ghế ngồi tất nhiên là rộng rãi hơn ghế hạng phổ thông thường với sơ đồ bố trí ghế là 333 rồi. Và đang lăn bên ngoài là một chiếc Airbus A321 mang màu sơn SkyTeam, liên minh hàng không mà Vietnam Airlines đang tham gia. Bây giờ thì máy bay cũng bắt đầu lăn ra đường băng để cất cánh. Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ sáng và dự kiến bay hết 1 giờ 40 phút để đến sân bay Nội Bài. Bình thường nếu bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội thì mình sẽ chọn bay vào giờ trưa hoặc giờ tối để trải nghiệm suất ăn nóng vào giờ ăn chính. Tuy nhiên việc gấp nên phải chọn giờ bay cho phù hợp thôi. Và với giờ bay giữa bữa này thì hành khách chỉ được phục vụ suất ăn nhẹ. Vào thời điểm năm 2017 thì suất ăn nhẹ của hãng bao gồm một bánh mì vuông kèm với các loại thịt nguội. Và đây cũng là loại bánh nguội luôn chứ không phải là bánh được làm nóng như kiểu bánh mì Việt Nam trên các chuyến bay hiện nay trên cùng chặng bay. Về loại bánh mì này thì mình thấy có người chê nhưng mà cũng có người khen. Đối với mình thì nó hơi khô nhưng mà xem ra cũng khá là chất lượng đó các bạn. Mình thì thích món tráng miệng hơn, đó là món chè đậu xanh bột bán. Mình nhiều lần ăn món chè này trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và thực sự thích. Hành khách cũng được phục vụ các thức uống như là nước suối hay là Coca-Cola. Giai đoạn về sau này thì bánh nguội này không còn được phục vụ trên các chuyến bay trong nước nữa mà được thay thế bằng bánh mì kiểu Việt Nam được làm nóng giòn trước khi phục vụ khách. Nhân bên trong cũng đa dạng, từ thịt heo chiên xù, thịt heo xá xíu cho đến thịt gà nướng xả ớt, dùng kèm sốt mayonnaise và đồ chua khiến ổ bánh mì dễ ăn và hấp dẫn hơn. Các suất ăn bánh mì hiện nay cũng được phục vụ kèm tráng miệng là sữa chua hoặc là trái cây. Ngoài ra, nếu các bạn bay chuyến sáng sớm, các bạn có thể được phục vụ bánh nóng nhân thịt, có lúc thì thịt heo bằm, có lúc thì nhân gà nấm khá là thơm, tráng miệng có thể là sữa chua hoặc là trái cây. Và thông tin thêm cho bạn nào chưa rõ về giờ phục vụ suất ăn nóng và suất ăn nhẹ của Vietnam Airlines, hãy phục vụ bữa chính nếu chuyến bay khởi hành trong các khung giờ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, tức là giờ ăn sáng đó, 11 giờ đến 13 giờ, tức là giờ ăn trưa, và 17 giờ 30 đến 20 giờ, tức là giờ ăn tối, và những khung giờ còn lại thì hãng phục vụ bữa ăn nhẹ. Quay trở lại với chuyến bay này, sau khi ăn xong thì thời gian bay vẫn còn nhiều nên mình nghỉ ngơi vì sáng dậy sớm quá nên có chút buồn ngủ. Và sau 1 giờ 40 phút bay thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chúng ta hãy cùng ngắm sân bay Nội Bài cái thời mà chưa có dịch và vẫn còn nhộn nhịp nhé. Bây giờ thì Travip vào nhà ga, lấy hành lý và ra ngoài có xe đợi sẵn đón lên Sapa. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình tiếp theo.